Alo, ai đó? Alo, xin hỏi chị có phải là chị My không? Tôi đây, có chuyện gì không? Em là Tuyết, là bạn gái của anh Sang. Em đang có thai với ảnh. Cô nói gì nhanh quá, tôi nghe không rõ. Cô nói lại được không? Em với anh Sang đang ở với nhau rồi. Bây giờ em đang có thai với ảnh ấy. À, chuyện đó sao cô không gọi cho anh Sang, gọi cho tôi để làm gì? Em muốn nói cho chị biết, để chị... Tôi và anh Sang vốn không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Những gì cần thì tôi đã biết rồi. Còn những chuyện dớ dẫn á, tôi không quan tâm đâu. Đây không phải là chuyện dớ dẫn đâu. Em với anh Sang đã có con với nhau rồi. Cho nên em muốn chị biết là từ bây giờ anh Sang phải có trách nhiệm với gia đình thứ hai này. Cô muốn gọi cô là tình nhân hay vợ bé thì tùy. Nhưng còn tôi á, thì tôi không quan tâm. Cô có thai với ảnh cũng không dính dáng gì đến tôi. Chuyện này cô phải nói cho anh Sang biết để anh có trách nhiệm mà xử lý chứ. À, mà anh đang ở nhà nè. Có cần tôi chuyển điện thoại cho cô nói chuyện với ảnh không? Dạ thôi, tôi nói với ảnh rồi, chị khỏi phải nói nữa đâu. Đúng hôm nay trời mưa nên trời trồng à. Đang mùa mưa, ngày nào mà không có mưa lại nói vậy. Lúc này anh thấy em ở nhà nhiều. Chắc chuyện của công ty bớt bận rộn rồi hả? Thôi, anh vô tắm đi, rồi mình nói chuyện sau. Cảm ơn. Công ty của em đang có chuyện gì sao? Anh có thể giúp gì cho em được không? Anh à, anh có tha thứ cho những hành động nông nổi của em lúc còn trẻ mà dẫn đến kết cục hai đứa mình có hoàn cảnh như bây giờ hay không? Lúc đó anh cũng nông nổi, cũng giải quyết mọi chuyện theo bản năng, cho nên anh đâu có quyền trách cứ em. Anh phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Chỉ tiếc là
kết quả của hai chúng ta không tốt đẹp như là mong muốn. Không có gì đâu. Thôi mình xuống ăn cơm nha. Đi ạ. Ủa, có chuyện gì không anh? Ủa, chuyện gì là sao? Ông Sang ông nói cô dọn nhà trả lại cho tôi hồi tuần trước, mà sao giờ còn nguyên si vậy? Anh nói làm sao? Ông Sang làm vậy thiệt hả? Tôi không cần biết ông Sang ông nói gì với cô, nhưng mà ông đã thanh lý hợp đồng rồi, có nghĩa là ông không có tiếp tục trả tiền nhà nữa. Nhưng mà nhà này tôi đang còn ở mà, tôi với con ổng còn ở đây mà. Cô còn ở thì phải báo tôi biết một tiếng, để còn làm lại hợp đồng rồi đặt cọc 3 tháng nữa chứ. Đâu có ở khơi khơi vậy được. Anh thông cảm giùm tôi đi. Tôi có thai, sắp tới ngày sanh rồi. Tôi cũng không có tiền để dành nữa. Hay là anh cho tôi ở tháng nào tôi sẽ đóng tháng đó nha. Không được đâu. Tôi nói cho cô biết cái luật thuê nhà vậy thôi. Chứ ông Sang ông trả nhà là tôi nhận cho người khác thuê lại rồi. Cô dọn sớm đi cho tôi nghe. Cái gì? Tôi dọn liền bây giờ hả? Trời ơi, rồi tôi biết đi đâu bây giờ? Cái đó là chuyện của cô. Ngày mốt á, người ta tới người ta nhận nhà rồi, cô phải dọn trả lại nguyên trạng cũ cho tôi, để tôi còn dọn dẹp giao cho người ta nữa chứ. Nhưng mà tôi đến á, là tôi báo cho cô biết vậy thôi. Chứ còn chuyện của cô á, cô tự giải quyết đi. Mai tôi ghé tôi lấy nhà. Nè anh. Trời ơi. Làm gì nhìn tôi giống sinh vật lạ vậy? Dạ, không có gì. Tại vì tự nhiên hôm nay con thấy bà đứng đây nấu đồ ăn kì. Con nhìn thấy bà hay hay, đẹp đẹp nữa. Con thấy vậy sao? Dạ. Trời, bữa nay mẹ làm gì mà... Mẹ nấu ăn thôi, con đâu có cần ngạc nhiên dữ vậy. Dạ, tại hồi đó giờ con có thấy mẹ vô bếp, con còn tưởng mẹ không biết nấu ăn. Phải chi ngày nào mẹ cũng vô bếp tề gia nội trợ như vậy thì chắc đã không dính. Con xin lỗi. Mẹ sẽ làm mọi việc mẹ cần làm. Vậy chừng nào mẹ tính đi làm lại? Thì đến khi nào mẹ thích đó. Mẹ có điện thoại. Con nghe giùm mẹ đi. Dạ. Alo. Mẹ, ở công ty điện cho mẹ nè. Alo, tôi nghe nè, cậu Khánh hả? Có chuyện gì không? Ừ, vậy đầu giờ chiều tôi tới. Gấp vậy sao? Thôi được rồi, chờ tôi một chút, tôi tới liền. Tha. Dạ. Nấu giùm tôi nha. Dạ. Cậu này mẹ nấu gì ta? Thôi, trời ơi, cậu để đó, cậu đi chỗ khác giùm tôi đi, để tôi làm, cậu đừng có đụng vô. Tôi phụ cũng được. Thôi. Ủa? Ai vậy? Chắc khách của bà chủ á. Thôi, à, chỉ đây coi đi, để tôi ra. Ê!
Tới đây làm cái gì? Biết tin gì chưa? Tin buồn nữa hả? Tin buồn mắc gì tôi cười như con khùng vậy? Ê, tôi đậu tốt nghiệp rồi đó. Lại giỏi luôn nha. Tôi còn được nhận vô một công ty đúng chuyên ngành của tôi nữa. Ghê không? Liên quan gì tới tôi? Tới đây báo làm gì? Mất hứng quá à. Thì vui người ta đến đây người ta chia sẻ. Làm gì kỳ vậy? Thôi bỏ đi. Bây giờ hai cô trò mình đi ăn trứng cút lộn xào me. Đừng có lấy cái trò ra dụ tôi nữa. Đừng có tưởng á, bây giờ tôi thấy sự vinh quang của một bà tử nhân tương lai là tôi sẽ phấn đấu bon chen thi đỗ đại học, để cho không thua kém gì em. Bây giờ á, đừng ai nấy đi đi. Nè, không học nữa thiệt hả? Có gì phải nói cho tôi biết chứ. Nói gì, làm gì? À, nói để cô dụ mẹ tôi đưa tiền cho cô về thêm cho tôi nữa hả? Tôi cần tiền nhiều để làm gì? Vừa phải thôi chứ. Bây giờ tôi có công ăn việc làm rồi, có lương nữa. Tôi đâu cần mấy cái đó. Tôi chỉ lo cho mấy người thôi. Thấy mấy người có năng lực mà không chịu cố gắng học hành, muốn mấy người thành đạt thôi, ăn nói gì kỳ cục vậy? Nghe kỹ nè, tôi sắp chết rồi, không có cần gì nữa đâu. Cái gì? Kiệt sắp chết hả? Bây giờ tụi bay tính làm sao? Chứ tao hết cách cùng đường rồi đó. Chẳng lẽ ba má con đâm đầu ra xe chết cả đám cho nó rồi. Thì chuyện của cậu Sáu nói á, má tính làm sao? Chuyện nó nói thì chuyện của nó. Xưa giờ mấy má con ăn ở không, có làm gì đâu mà biết buôn với bán. Vậy là giờ mình bỏ qua chuyện buôn bán luôn hả má? Bỏ qua hả? Bỏ qua nó khỏi nhìn mặt luôn á. Mà cái vấn đề bây giờ á, là má không biết bắt đầu buôn bán từ đâu đây nè. Thì cậu Sáu nói nếu mà đồng ý là cậu Sáu dắt qua gặp bà Hai bán rau, coi bà giúp được gì thì giúp. Bây giờ qua nhờ giả hả? Nó chửi nát nước rác cây chạy không kịp luôn á. Vậy thôi mình kiếm cái gì khác làm ăn đi má. Chứ còn sợ má nhìn thấy bà là má á khẩu rồi. Sao mà mở miệng ra để nhờ giả bà được. Nói hay ha. Kiếm gì? Mày kiếm gì mày làm ra tiền cho tao coi. Bây giờ còn cách gì nữa đây? Chán chết đi. Giờ chỉ còn cách đó thì còn cách gì? Vậy là bây giờ mình làm theo ý cậu Sáu hả má? Thì bây giờ phải làm thôi chứ làm sao. Bây giờ mà qua con Hai á, lại nó Hai lại, thì quỳ xuống xin lỗi nó, ta cũng phải làm. Thì Tôn nó làm sư phụ cũng phải làm. Thì số gì đậu những riệp mà chán dễ sợ vậy đó. Bán rau thôi mà cũng Tôm làm sư phụ luôn hả má? Hay quá ha. Bán rau thôi nhưng mà nó là thiết thực, nó làm ra tiền. Chứ giờ mày giỏi mày đi học á, giáo sư tiến sĩ gì nào mới có tiền hả con? Sư với sĩ cái gì? Giáo sư sĩ đầy đường kìa à, có làm gì có giúp được cha ông tạng hại không à. Thấy không? Cái báo đài nó cái gì, cái quân gì đâu mà nó xả cái chất độc ra xuống biển á, rồi cá chết đầy biển hết luôn. Đó. Rồi á, lại nói là thủy triều đen, rồi thủy triều đỏ, làm cho ồn ào quá cá mới chết. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái ồn thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè, mua cho bà tô bún á, ăn đi, để bà công bà đau bao tử nữa. Ông về chạy xe cũng nhớ ăn sáng nghe không? Biết rồi, bây giờ tôi đi chở hàng cho người ta, lát trưa tôi quay lại tôi dọn hàng phụ bà nghe. Nhớ ăn hết tô bún đó nghe, tô bún tình thương của tôi đó. Dạ, cứng mở. Chị Hai, sao rồi chị Hai? Căng sao gì mày? Nuốt miếng uống trôi xuống cổ họng như gì mày à? Em tới đây là hỏi chị Hai. Chị Hai có đồng ý cái chuyện giữa em với thằng Lâm không? Tao không đồng ý chứ. Mày làm gì được tao? Ý chị là sao? Chị có đồng ý để cho em nhìn những con không? Ủa? Mày hăm dọa tao hả? Đâu có, chị nói sao vậy?
Tại vì em nóng ruột quá, biết con mình vậy, biết con mình ở đó mà mình không tới gần được, em không chịu được đâu chị hai. Mày chịu được không chịu được thấy kệ mày chứ đâu liên can gì tới tao đâu. Trời đất cái gì? Hồi trước giờ tao sống sao giờ tao sống vậy? Ê mày nên nhớ nha, cái lúc mà nó cần cha mặt chó của mày ở đâu hả mày? Giờ mày thấy nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, cái mày nhảy vô mày kêu cha nó cái là được hả? Nè, bây giờ nó lớn rồi ha, thì cái chuyện nó muốn cái gì, nó muốn biết gì tự động nó đi tìm, khỏi cần mày đi tìm mày. Bây giờ chị cương quyết không đồng ý cho cha con em nhận nhau chứ gì? Làm gì được tao? Thôi được rồi, tôi nhường nhịn chị bao nhiêu lâu nay, tôi đã cố gắng trong ung hòa vì lịch sự thôi, nhưng mà chị á lúc nào cũng vậy, cố tình cản trở kiếm chuyện không à. Được rồi, tùy chị, cha con tôi á sẽ tự giải quyết với nhau. Mà em cảnh cáo chị, nếu chị còn tiếp tục như vậy em sẽ không để cho chị yên đâu. Thằng mắt dại mày hăm dọa tao hăng khốn nạn. Trời, bó rau vô mặt nó. Ngày nào con cũng nhậu nhẹt say xỉn như vậy, rồi đám học trò nó nhìn thấy nó nghĩ thì sao? Ai nghĩ gì không còn quan trọng đâu mà má lo. Mà sao tự nhiên lại ra nông nổi vậy? Đang yên đang lành hả? Bởi tao thấy mày đi đi lợi lợi với cái bà xe hơi đó là tao lo rồi. Vậy sao má không cản con? Cản mà được hả? Hay là mày nghe cái tiếng kèn xe của bà là mày bỏ đi mất tiêu? Tại sao má không lấy dây chị? Lấy dây để mà trói con lại hả má? Mà thôi, chuyện gì thì cũng bỏ đi con. Phương mình sống sao giờ mình sống vậy? Con dạy học lại là được chứ gì? Được gì mà được, không còn làm được gì đâu má. Mày làm như là ngày mai mày chết liền vậy đó. Nè, để đó má tính cho. Má sẽ thông báo với phụ huynh học sinh là con sẽ dạy lại ha. Rồi má cho khai giảng vào tháng tới nha. Vô ích thôi má ơi. Mày làm như là mày chết rồi vậy hả? Đàn ông đàn an, có cái gì cũng phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Chỉ có thất tình một con mụ bà già khú vậy đó mà làm như là thắt thở tới nơi vậy. Mày nhìn lại mày đi, nhìn lại có còn giống đàn ông nữa không vậy? Không, con không phải đàn ông, con là một thằng ý đức. Cuộc chuyện sống bám giấy đàn bà đó má. Bây giờ con nói cho má nghe tất cả mọi thứ rồi đó, con là một thằng ý đức. Mày nói cái gì? Chị uống nước cam cho khỏe. Cảm ơn em. Chị thấy sao rồi? Tụi em biết á, là chị vẫn còn mệt, nhưng mà có nhiều chuyện cần chị giải quyết. Tụi em không dám tự tiện cho nên mới gọi chị. Chị không sao, chắc do làm việc nhiều quá cho nên cũng cần phải có thời gian để thư giãn. Thấy chị xanh sao? Chị mất ngủ hả? Chị không sao đâu. Nè, lo mấy cái đơn đặt hàng của khách nha. Mấy cái mẫu xe của Hàn Quốc á, chị cũng xem qua rồi. Tụi em lo tiếp thị với khách hàng, nhất là những khách hàng thân thuộc của mình á. Dạ. Bà biết đâu? Hả? Đi đâu vậy? Kêu bà Mi đi. Bà đi đâu? Kêu bà Mi đi gặp tôi. Tôi biết là bà ta ở trong đó mà. Kêu bà chủ xuống đây đi. Đi. Mày nói mày. Anh là ai? Anh cần gì? Tôi không cần gì hết á. Tôi muốn gặp chủ showroom này nè. Kêu bà Mi ra đây. Đi lên. Đi. Anh ra ngoài giùm. Kêu bà Mi ra đây. Đi lên. Có chuyện gì á thì anh nên vô trong nói chuyện cho đàng hoàng.
chứ ở đâu mà la lớn hôm sớm ngoài này vậy? Tôi không cần vô, tôi không cần nói chuyện với ai đó. Tôi muốn gặp bà My. Tôi đứng đây tôi la cho mọi người cùng biết nè, được không? À, kêu ở đây bà My. Tôi anh ra ngoài rồi, kêu bà đây. Để đây bà My. Buông tôi ra. Mày gần tao á, tao chồng dính tao thế này chết cha mày luôn á. Có chuyện gì vậy? Ở bên ngoài có một anh chàng điên khùng kêu réo ôm sòm tên chị ngoài kia kìa. Chị ra coi thử đi. Kêu bà ra đi. Nè, tưởng có tiền là ngon lắm hả? Nè, tôi bị xin ra rồi nè, nè. Bà cũng bị xin ra rồi đó. Hả? Kêu bà. Kêu bà đi. Sao? Em ra đi làm việc đi. Em đi đây. Em đi đâu? Đứng đây làm gì nữa? Em đi đâu? Làm việc đi. À. Đi ra giùm nước. Buông ra. Buông ra. Mày quýnh tao hả? À, tao bị xin ra muốn chết không? À. Tao kêu công an tới công lầu rồi bây giờ á. Mày kêu đi. Mày nói mày ngon lắm hả? Cho nó biết ở đây làm chi, để làm gì tới đây nó quậy vậy? Nó tự tìm hiểu cho nên nó biết, chứ em đâu có khùng đâu mà cho nó biết chỗ làm ăn của mình. Mà thôi, anh ở lại giải quyết công việc giùm em đi, chứ em không có mặt mũi nào ở đây hết á. Ông bà già tao mà biết chuyện này chắc ông giết tao luôn quá. Giờ tao mới thấy thương ba má tao. Nghĩ cho cùng tụi mình cũng mất dạy thiệt chứ. Ba má tao vô phước lắm mới có thằng con như tao. Tức thiệt. Tự nhiên ba thằng dính chùm vô nhỏ đó. Nhục. Bây giờ nghĩ lại nhiều khi thấy mấy cái thằng mà đâm đầu vô kiếm học bổng vậy mà lại hay. Không có thời gian chơi bời gái gú. Ông già tao mà biết chuyện này chắc ông về hưu sớm luôn quá. Người ta mà biết sếp lớn mà có đứa con tào lao mới lao như tao chắc cắn lưỡi quá. Tao thì chả có gì lo cho ba mẹ tao hết. Tại vì gia đình tao xứng hợp với nhau quá mà. Ê, tụi bay có nghĩ tới cái chuyện mà tụi mình không dính không? Còn mấy tuần nữa mới lấy kết quả xét nghiệm mà. Tao hồi hộp quá tụi bay. Ừ, thì tụi mình cũng đang trong thời gian chờ đợi mà. Tao nghe bác sĩ nói á, sau đợt điều trị dài như tụi mình phải xét nghiệm lại từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu như lần cuối cùng âm tính, lúc đó mới chắc thoát được. Kỳ này mà tao nhận được kết quả cuối cùng âm tính á, là tao thề luôn, tao không bao giờ dính vô mấy cái thứ bày nhảy nữa đâu. Nói cạo đầu á thì hơi quá, nhưng mà nếu thiệt là thoát được á thì chắc ba má tao á đỡ mang nhục. Nếu mà thoát được cái gì không làm được mày? Lên xe đi. Bà muốn gì nữa? Lên xe. Đóng cửa lại.
Ông anh ơi, có nhà không? Ông anh ơi, ai kiếm tôi vậy? À, tôi. Chào anh chú. Anh đang nằm võng đã ha. Chào chú. Vô vô ngồi. Ngồi uống nước trà đã. Ờ được á. Trà này ngon lắm mà nghe. Ba vụ tôi ghiền lắm á. Cảm ơn. Sao? Hôm nay qua kiếm tôi có chuyện gì không? Qua đây kiếm anh tào lao một chút mà cũng có chút chuyện. Chà, trước giờ á, tôi cũng cho thuê nhà nhiều lần. Dạ. Yeah. Nhưng mà nói thiệt, có lần này á là tôi thấy dễ thương nhất rồi nghe. Tôi thấy gia đình ở bển á, ai cũng dễ thương hết trơn á. Đã hiền mà lại chí thú làm ăn nữa. Chứ mấy lúc trước á, tôi cho mấy cái gia đình trẻ nó thuê á, ta nói ăn rồi nó cờ bạc, rượu chè, đã vậy nó còn quýnh lộn quýnh lão, thiệt là phiền hà ghê luôn vậy đó. Ôi, vợ chồng tôi nghèo muốn chết. Đi làm tối ngày về chỉ biết là nghỉ ngơi, có sức để ngày mai đi làm tiếp. Thời gian đâu mà nhậu nhẹt đánh bài anh ơi. Thì ai cũng phải lao động chứ. Nhưng mà ngặt cái gặp cái ngữ có cái máu đỏ đen, cái máu cờ bạc, rượu chè, thì đâm ra nó hư đốn thôi. Chứ đâu phải giàu mà sanh ra cờ bạc rượu chè. Dạ. Mà nè, sang đây á kiếm tôi có chuyện gì không? Nói nghe, ở bển á, nếu mà rảnh á thì cứ qua đây. Anh em mình á vừa uống trà vừa nói chuyện thế giới. Chứ nói thiệt, tôi ở nhà có một mình ên à, buồn dế kêu luôn á. Thì tôi cũng qua đây kiếm anh đang tán dóc, nhưng mà cũng có chút chuyện. Có chuyện gì nè? Nói nào ngay, tôi á là dân tha phương tứ xứ. Bây giờ già rồi cũng muốn trụ lại chỗ để mà con cháu sau này nó có chỗ đằng mà nó học hành, rồi nó lo công ăn việc làm, rồi nó lập gia thất đồ này nọ đó. Tôi thì cũng có dành dụm được ít tiền, cũng mong muốn là có một cục đất chọi chim. Gia đình thấy cái miếng đất mà tôi thuê bên nhà của anh bên đó đó rất là hợp với gia đình, nhưng mà ngặt nổi cái nó mắc quá, tôi mua không có nổi. Tính qua đây hỏi anh coi có miếng đất nào nhỏ nhỏ khác không. Ủa, chứ không phải miếng đất đó nhà bển mua rồi sao? Đất nào? Ai mua? Nhưng bà muốn sao? Cảm ơn. Giữa tôi và cậu, biết ai trách ai bây giờ? Giờ đây số phận nó đã rõ ràng như vậy rồi, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Giờ suy nghĩ xem từ đây đến đó mình nên làm gì thôi. Bà nghĩ bây giờ bà còn làm được gì nữa hả? Cái miếng đất kế cái nhà của anh thuê đó thì hôm bữa kêu tôi qua bển làm giấy cho chị nhà đứng tên rồi mà. Ủa, ai bán ai mua nào trời? Tự nhiên tụi tôi đang thuê ở rồi tự nhiên bán rồi ở đâu? Tự nhiên sao ba buôn bán bất nhân vậy? Thì lúc nào á xây dựng á thì anh qua đây tôi cho anh ở nhờ. Là sao? Không phải bữa kêu tôi sang tên cho bà chị ở bển đứng tên sao? Không phải gia đình mình mua sao? Tên gì? Thì phải Nguyễn Thị Ngà không? Cái chị đúng rồi đó, Nguyễn Thị Ngà. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa bà xã tôi mua rồi nào sao tôi không biết? Không phải vậy nè, cái chú gì mà xưng bằng em đó kêu tôi qua bển làm giấy bán,
nhưng kêu chị nhà là đứng tên. Bữa đặt cọc tôi thấy rõ ràng là ghi tên Võ Văn Hướng mà. Cái gì? Thằng cha Hướng đó hả? Chả có ý đồ gì đây, ngấm ngầm mua nhà cho hai của mình. Không lẽ chả tính hớt tay trên thôi. Không ngờ cái thằng cha nó khốn nạn cái chứ. Lù đù giá cái lù chạy lúc nào không biết. Mình nên suy nghĩ xem làm gì cho những người thân của mình. Nhưng có điều, đến bây giờ thì ai là người thân của mình đây? Ngoài thằng Kiệt ra, không ai coi tôi là người thân cả. Ông biết rồi. Ai? Chồng của bà. Ba của thằng Kiệt. Không lẽ là ông biết bà đã có bồ nhí, rồi bà cũng đã bị. Mà thôi, rốt cuộc bà kêu tôi ra đây làm gì hả? Tôi không có thời gian để mà ngồi thơ thẩn với bà đâu. Ủa à? Chú không ổn hả? Không có sao. Bộ thằng Trả mua cái nhà đó thiệt hả? Thiệt chứ làm sao, thì chú đó mua, chú đó trả tiền biểu tôi á sang tên, nhưng mà làm giấy cho bà Nguyễn Thị Ngà. Sao kỳ vậy ta? Nói nào ngay, chú đó mới có đặt cọc thôi. Khi nào á làm tôi làm giấy xong xuôi rồi á thì mới chồng hết tiền. Ủa rồi ông anh bán miếng đất bao nhiêu? Tôi bán 200 triệu. Tôi thấy gia đình ở bển cũng tốt nên tôi mới lấy có 150 triệu thôi, còn thiếu lại 50. Khi nào á có đủ 50 á thì trả tôi cũng được. Rồi giấy tờ làm sao? Thì hồ sơ tôi nộp lên xã xong rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi phải về tôi xử lý một số chuyện. Nè, bà nói gì đi chứ? Có gan chơi thì phải có gan chịu. Là một thằng đàn ông, sống được có hèn hạ quá. Có chuyện gì thì cũng phải cư xử như một người có ăn có học đàng hoàng. Còn muốn gì thì nói tôi sẽ giúp đỡ cho. Nên nhớ, tôi là nạn nhân của thói ăn chơi bừa bãi của Thịnh. Không phải tôi là người lây bệnh cho Thịnh. Đáng lý ra tôi là người trách Thịnh mới phải. Đằng này tôi không trách. Thịnh ở đó đừng có ăn dại với tôi. Bắt đầu từ việc bà dụ dỗ tôi, cho nên tôi mới có lối sống buông thả, rồi trượt dài xuống chúng lầy. Bà nên nhớ, trước đây tôi là một người đàng hoàng đó. Tại sao bao nhiêu người bị dụ họ lại không đồng ý? Thịnh lớn rồi, phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình chứ. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi đã gây nghiệp quá nhiều, cho nên bây giờ tôi nhận hậu quả đó là sự công bằng. Còn bây giờ Thịnh nên im lặng đi. Sống cho từ đây đến đó, sống cho đàng hoàng vô. Đừng có la làng, thiên hạ họ cười cho thối đầu.
Em đi chùa từ bao giờ vậy? Anh cũng đi chùa sao? Nào giờ em chưa biết chuyện này. Anh đi chùa cũng phải báo cáo với em à. Anh có làm gì thì làm, nào giờ đâu có bao giờ em bắt anh phải báo cáo chuyện riêng của anh cho em biết đâu. Thì chuyện làm ăn mà, không ít thì nhiều cũng phải dính dáng tới chuyện cúng kiến chứ. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Còn em sao? Đi chùa cầu gì vậy? Cầu đủ thứ. Cầu cho gia đạo được bình an. Chắc là mới làm gì cho nên thấy bất an hả? Chứ anh thấy cuộc sống này có được bình yên không? Cuộc sống của anh bây giờ anh không mong chờ gì hơn, cho nên như vậy cũng tạm ổn em ạ. Anh đừng có tự dối lòng mình nữa. Đến bây giờ em mới cảm thấy mình đã sai lầm khi kéo anh vào để giải quyết chuyện riêng của em. Rồi từ đó hai đứa mình dắt díu nhau vào một cuộc sống mà không ai mong muốn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng em với anh đành chấp nhận, im lặng cho qua. Nếu như bây giờ anh cần phải thay đổi á, không cần tới em nữa, thì em và anh cũng có thể chia tay trong hòa bình, để anh có thể đi tìm một người mà anh yêu thương thật sự. Em thật sự đang cần một người như vậy, một việc như vậy. Em không cần những điều đó nữa, vô nghĩa lắm. Em chỉ muốn trả tự do cho anh thôi. Muộn rồi em à. Anh đã phá nát hết tất cả, đến nỗi bây giờ có được tiền cho đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm được hạnh phúc. Anh vợ đi chùa thắp nhang sám hối, chỉ mong là tâm hồn mình được nhẹ nhàng đôi chút thôi. Anh không cần phải giấu em đâu. Em đã nghe được hết chuyện riêng của anh rồi. Có người gọi điện thoại cho em rồi đó. Ai chứ? Ai gọi điện thoại cho em? Hương ơi. Ôi, ai vậy? Tôi Sáu nè. Ủa Sáu hả? Ờ. À, vô nhà chơi. Khỏi đi, ngồi ngoài này cho mát không ơi. Dạ, vậy chờ chút xíu tôi lấy nước nha. Khỏi đi, người trong nhà không mà đặt khách sáo làm gì. Ít ra khách tới nhà không trà cũng nước mà ông nói sao vậy. Nè, uống miếng nước đi. Chà, coi bộ dọn về đây làm ăn coi bộ được ha. Được cái gì? Mới thời gian đầu cũng chưa có khách khứa bao nhiêu đâu ông ơi. Ủa, qua kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi có công có chuyện tôi mới qua tìm ông. Tôi qua tôi hỏi vụ cái nhà đó. Nhà nào? Còn bà đặt giả đò với tôi nữa. Thì cái nhà mà hai má con bà mướn ở chứ cái nhà nào. Tôi qua tôi hỏi chủ nhà thì chủ nhà mới nói là ông đã mua rồi. Nè, mua là mua làm sao? Nói vậy ông biết hết rồi hả? Thôi biết rồi thôi, tôi cũng không giấu ông luôn. Tôi tính vậy, giấy tờ xong xuôi hết á, lúc đó tôi mới cho chị hai chị biết. Ông có lỡ biết á thì đừng có cho hai biết nghe không. Ý ông là muốn đứt căn nhà đó cho bà hai rồi đó hả? Đúng rồi. Nè, ông chơi vậy không có được nha. Ông định giành mối của tôi đó hả? Ông ỷ ông có tiền ông chơi qua mặt tôi đó hả? Nè, ông mà chơi cái đó là tôi cắt một cái cụp. Là ông làm thái giám, ông mất đi cái dụng cụ gây án với bà hai của tôi nha. Nè, ông nghĩ đâu vậy? Vô duyên. Người ta nói là phòng nhì của anh và sắp có con với anh nữa. Em nói với cổ, nếu như có con á thì phải báo cho anh biết, chứ không cần phải báo cho em biết đâu. Mấy cô nhân viên ở trong công ty này à, quá. Thank you.
lấy cái remote bấm thôi nó mở được mà. Anh không cần phải đối phó với em mấy chuyện này đâu, vì từ lâu em đã không quan tâm tới những chuyện như vậy. Anh hãy nói với cổ là đừng có làm phiền em, về là tốt. Em về luôn chưa? Anh bận việc thì về trước đi, lát nữa em về sau. Em à, cái cú điện thoại đó em đừng bận tâm nha. Anh hứa là sẽ không làm phiền tới em đâu. Không sao đâu, em không cảm thấy phiền. Thôi anh đi làm nha. Lát trưa anh về ăn cơm với em, nhớ chờ cơm anh nha. Anh à, chuyện gì vậy em? Nếu như em với anh có con chung với nhau, liệu em với anh có yêu nhau được không? My à, dạo này sao em khác quá? Anh chắc là em đang gặp chuyện gì đúng không? Em đừng như vậy mà, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu được thì chia sẻ cho anh nghe đi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Thôi anh đi làm nha, trưa anh sẽ về ăn cơm với em. Nếu em cần anh thì chịu nghỉ luôn cũng được. Anh đi đi, trưa về ăn cơm. Anh đi. Tự nhiên người ý tùm bậy tùm bạ không à. Chứ cái không tự nhiên mua nhà cho người ta làm gì? Bình tĩnh đi, uống miếng nước đi, tôi nói cho nghe. Già mà sao nóng tính quá. Rồi đó, nói đi. Nó là vậy, tôi thấy hai chị em cổ cực khổ quá. Hôm nay ở nhà thuê, ngày mai ở nhà mướn. Hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa. Thấy tội nghiệp cho nên mua cái nhà, có cái chỗ cho chị em, rồi mấy đứa nhỏ của cổ á, chui ra chui vô che nắng che mưa vậy mà. Trời ơi, ông làm gì ông ngon lắm vậy? Ông cũng đang ở nhà thuê nè ông nội, ông lo cho thân ông đi. Còn con cái ông nữa kìa, ông lo cho nó đi. Trời ơi, ông không phải hút bà hai. Hay là ông bỏ ông heo để ông hút cô em. Ê, hai đứa mình làm cột chè với nhau, đứa chị đứa em cũng ok á. Ok cái đầu của ông á, tôi mắc nợ hai chị em cổ nhiều lắm, có trả cả đời này cũng không hết đâu. Ê ê ê, kể tôi nghe coi, có phải hồi xưa ông đã hấp không, đã hái qua cả cụm rồi không? Hái cái đầu của ông á, nghĩ gì đâu không à, già cả rồi nghĩ xàm đế quá. Vậy tại sao ông đắc tội với hai chị em họ? Thôi tôi cũng không muốn nhắc tới làm gì, chuyện dài dòng dữ lắm. Cứ nhớ tới chuyện này á, tôi chỉ muốn đâm đầu chết cho xong. Nhưng mà tôi nghĩ lại á, tôi chết rồi thì lấy đâu ra để trả nợ lại cho người ta? Mình trả được cái gì thì hay cái đó, để cho mình nhẹ nhàng, mình thanh thản cái lương tâm của mình. Trầm trầm vậy đó hả? Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ ông là một cái người hàng xóm mà vô tư bình thường, ai dè ông là tội phạm bí mật. Ghê thiệt chứ. Ủa sao gương ngang vậy? Không hề không không kể tiếp đi. Mà đầu đuôi câu chuyện sao? Tôi với cô đã thỏa thuận với nhau không được làm phiền nhau. Bây giờ ai vi phạm, tất nhiên chuyện này sẽ chấm dứt. Em không có ý định làm phiền ai, cũng không có ý định chấm dứt. Có tha là do cô muốn, tôi không quan tâm.
Cô đừng có vịnh vào điều đó mà làm phiền tôi. Anh sao vậy? Anh với bà đâu có đứa con nào đâu. Tại sao bây giờ anh đang có con của mình thì anh lại từ chối? Tôi có con hay không á, không liên quan tới cô. Cô không cần biết. Nhưng tôi thừa hiểu, tôi không thể nào làm người cha tốt được. Tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, cô hiểu không? Anh nói vậy nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là anh đã có... Cô biết về tôi như vậy đủ rồi, không cần biết thêm nữa đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện có con là chuyện riêng của cô, không phải là chuyện của tôi không chịu trách nhiệm. Cô đừng có mượn cái chuyện đó để mà ràng buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Cuộc đời tôi quá phức tạp rồi, đừng có làm rối beng lên nữa. Đâu phải anh muốn đơn giản là đơn giản được. Nếu như vậy, ngay từ đầu anh đừng có để mình đi ngoại tình đi. Tại sao con người anh lại bất nhân tới mức chỉ xem tôi như là công cụ để cho anh thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh? Tôi đã có tình cảm với anh, và tôi cũng là con người, chứ đâu phải là con thú. Tôi biết, nhưng ngay từ đầu quan hệ với cô tôi đã thỏa thuận như vậy rồi mà. Nhắc lại một lần nữa, cô vi phạm thì cô phải chịu thôi. Ngay từ bây giờ tôi yêu cầu đừng làm phiền tôi nữa được không? Hả? Nè, còn nữa, cô chuẩn bị muốn dọn đồ đi đâu thì dọn. Ngày hôm nay tôi sẽ báo với chủ nhà chấm dứt hợp đồng và lấy lại tiền cọc. Cô đừng có ở đây mà chơi lì với tôi. Nè, tại vì cái tiền như ông khui cái chuyện một cách bí hiểm, ông làm cho tôi tò mò vậy. Ông có tò tôi muốn cho ông mò đâu ông ơi. Chưa, ông có muốn mò không cho mò đâu ông nội. Vậy thắc mắc làm gì? Thôi, ông kể thôi, tôi không ép. Chỉ có điều là tôi cũng giống như ông á, tôi cũng đang tính kiếm một cái chỗ nào đó cho mẹ con chị em họ có nơi có chỗ để mà yên thân. Nhưng mà qua hỏi thì chủ nhà người ta nói là ông làm trước tôi rồi. Ông á thì ông lo trả nợ của ông, còn tôi thì nó quịch tẹt là tôi thương bả đó. Vậy đi, bây giờ tôi với ông Hùng à, chứ để mình ông lo cho vợ tương lai của tôi ấy nấy, tôi chịu ấm ức sao nổi. Thôi ông ơi, tôi đâu có lo được gì cho vợ tương lai của ông đâu mà cứ lảm nhảm hoài. Thôi tôi hiểu rồi, hồi xưa là ông gây án với cô Đông chứ không phải gây án với bà Hai. Chứ nếu mà hồi xưa ông gây án với hai của tôi bẻ cổ ông rồi đó chứ ông mới hay. Nữa, già cả tới nơi cứ ghen tuông bóng gió hoài. Tôi nói ông nghe nè, tôi không gây tội lỗi với hai thì cũng có thằng khác nó gây tội lỗi hai vậy. Chứ đâu phải tự nhiên hai ở vậy hoài để dành cái ngàn vàng cho ông sực. Ôi, bậy bạ. Sực chị ba túi đó. Mấy cái thằng mà khuất mày tôi không có nói làm gì. Nhưng mà với ông á là có chuyện liền á nghe. Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ trong cái bàn nhậu đi, và tôi ngồi và nhậu với ông đi, tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn mặt ông, tôi nói trời ơi cái thằng này nè, hồi xưa ấy bà Hai nè. Trời, lúc đó tôi đang xỉn nha, tôi không biết là tôi làm được cái chuyện gì luôn á. Nè, sáu rồi sáu, chưa sai mà thấy sáu xàm rồi đó. Mệt. Thôi đi về đi. Về gì mà về, chứ ở đây làm gì? Cái chuyện chính tôi còn chưa nói đây nè. Thấy chưa, bởi vì thứ nhiều chuyện gì đâu á, chuyện chính không nói chuyện phụ đã thôi, bây giờ chuyện chính quên. Long, con. Chú, con có chuyện muốn hỏi chú. Chú, cháu muốn hỏi cái gì? À, hay là chú cháu mình ra ngoài ngồi cho tự nhiên con ha. Tùy chú. Nếu như chú cảm thấy ở đây không tiện. Long nè, hay là con để xe lại đây đi. À, con đi xe hơi với chú, chút nữa quay lại lấy sau. Dạ thôi khỏi, chú cứ đi xe của chú đi, có gì con chạy xe máy theo chú cũng được. À, cũng được. À, nếu như con chưa muốn. À, thôi mình đi.
Bây giờ nghe tôi nói đây nè, tôi nói về cái vụ cái nhà đó. Tôi có qua nói chuyện với chủ nhà rồi, tôi biết là ông không có đủ tiền đúng không? Ông chỉ có 150 thôi đó. Còn tôi cũng giống như ông, tôi gom trên gom dưới gì đó cũng được khoảng một nửa căn nhà đó. Thì bây giờ vậy, hai đứa mình cưa đôi, ông nửa tôi nửa, coi như là ông trăm tôi trăm đó. Rồi. Còn cái phần mà dư lại của ông á, ông cứ để dành để mà hộ thân nha, còn lo cho con cái ông nữa, được không? Tôi thì tôi định không cho ai biết chuyện này hết, nhưng mà bây giờ ông biết rồi, ông chia sẻ thì thôi cứ vậy mà làm. Cảm ơn ông, chứ tôi cảm giác là tôi có lỗi với hai chị em của họ nhiều lắm. Tôi hiểu rồi, hồi xưa ông gây tội với cô em, nhưng mà cô chị á phải cực khổ nuôi bà điên hơn 20 năm trời, chứ ông không có làm gì hai của tôi hết đúng không? Chứ gì nữa, giờ ông hết nghĩ khùng được chưa? Được rồi. Ủa, bà tự pha trà uống luôn á hả? Sao không đợi con về con pha cho uống? Chờ mày pha chắc tao chết khát quá à. Dạ, vậy thôi bà uống đi nha. Ủa, bà ngồi đây đợi ông về hả? Chờ vậy thôi, chứ không biết ông có về ăn cơm hay không nữa. Con nói thiệt, bà đừng buồn nha. Ở dưới quê á, nhà con nghèo lắm, nhưng mà bữa cơm nào dọn ra cũng có đầy đủ tía má anh chị em quay quần nhau ngồi ăn á, ấm cúng lắm. Còn ở trên đây á, nhà bà giàu có quá, nhưng mà sao con thấy không có sướng. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn à. Mày nói vậy thì tao chỉ biết nghẹn họng im lặng thôi. Mà bình thường nói năng kiểu này á là tao không tha cho đâu nha. Con biết thời gian gần đây á tâm trạng của bà không có được tốt. Hôm nay con cũng nói thiệt luôn, nếu như á mà bà đuổi con á, con cũng vô con ôm đồ về quê liền á. Thôi đừng, mày đừng có nghĩ. Mày mà nghĩ cái nhà này chắc nó vắng như chùa Bà Đanh quá à. Thật ra tao cũng đang chán đời, không có thiết sống gì nữa đây nè. Tại con cũng làm đây con cũng thấy chán quá à. Mà sao con cứ nghĩ hoài không ra. Người nghèo như tụi con á, cứ nghĩ hễ mà có nhiều tiền á là chắc chắn là sẽ sung sướng là hạnh phúc. Nhưng mà sau nhiều năm làm ở đây á thì con thấy không phải như vậy. Sao kỳ vậy bà? Tại tao. Bắt đầu là từ tao. Từ đầu tao có được mọi thứ bằng tiền, không phải bằng tình yêu thương. Nhưng mà tôi độc thân, tôi không có con cái gì hết. Ông thì khác, ông còn phải lo cho con ông nữa. Con Thư á hả? Con Thư á, nó lớn rồi, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, nó tự lo cho nó được. Trở lại á, nó sống tới bây giờ á là cũng là vì... Vì gì? Không có gì. Thôi bây giờ cứ quyết định vậy đi. Thôi bây giờ tôi mệt ông quá. Giờ tôi nói rồi đó nghe, giờ là tôi hùng là tôi hùng đó. Còn cái chuyện mà ông muốn xài tiền á thì còn thiếu cha gì việc để mà xài ha. Còn cái chuyện mà bây giờ là tôi đã lập được cái chủ quyền của tôi rồi, tôi đã xác định chủ quyền giữa tôi với bà Hai rồi, cho nên tôi không còn áy náy gì nữa. Còn ông muốn trả nợ đời nợ kiếp gì á, muốn cho họ sung sướng sao đó, thì bây giờ vậy đi. Ông mua nhà xong á, sau khi đó cái ông xây nhà lại cho tử tế, rồi ông mua sắm vật dụng ở trong đó, ông bao trọn gói luôn đi. Tôi không có ý kiến gì đâu. Ủa, nhưng mà tôi nói trước nha, sau này có chuyện gì thì ông đừng có than với tôi à. Than gì, ông vô duyên vừa phải thôi chứ. Tôi chỉ nghĩ tới căn nhà thôi. Còn cái chuyện sau này ông đến với hai của ông rồi đó, ông muốn sửa chữa hay ông muốn làm gì đó chuyện của ông. Chứ mắc mớ gì tự nhiên ông sướng mà tôi phải khổ vậy. Vậy đi. Mà thôi, đừng có hỏi, đừng có nhắc nữa, đau đầu lắm. Đi làm đồ ăn đi. Vậy trưa nay ông có về ăn cơm không bà? Hứa là về ăn cơm đó, chứ không biết có về không, nhiều khi lu bu trong công ty cũng không chừng.
Dạ, thôi con đi nấu cơm. Alo. Ừ. À, em khỏe không? Anh nghe nhân viên nói là mấy bữa nay em không có tới công ty hả? Anh lo sao? Em à, dù gì coi nhau như là bạn cũng được mà. Là bạn sao? Bà có vui khi làm cho công ty tôi không ký được hợp đồng nhập khẩu xe với nhà sản xuất? Bạn có vui khi làm cho khách hàng tôi bỏ công ty giờ? Ngày mai em tới công ty đi. Khách hàng cũng đã ký hợp đồng, họ cũng đã đặt cọc rồi, cho nên phải có em ở đó để giải quyết đơn hàng với khách. Anh nói vậy là sao? Anh xin lỗi. Em à, dù như thế nào anh cũng sẽ ở sau lưng em mà. Alo. Alo, My. Em đây. Anh muốn gặp em. Nhưng anh biết em. Anh muốn gặp em. Con uống nhiều đường hay ít đường? Cho cháu ít đường thôi. Con uống thử xem, coi có vừa không? Chú cứ để cháu tự nhiên. Lâm à, con muốn hỏi ta điều gì? Chú là ai? Ta là ba ruột của con. Cái gì? Đó là sự thật. Lâm à, ba là ba của con. Tại sao? Từ hồi nào tới bây giờ cháu chưa bao giờ nhìn thấy chú. Từ hồi nhỏ cháu với thằng Bi chỉ có một mình má hai thôi à. Vậy thì khi đó chú đã... chú... Khi đó ba đang ở đâu? Tại sao suốt mấy chục năm qua ba không xuất hiện? Tại sao ba không lo cho gia đình? Tại sao ba lại không nuôi dạy con? Có phải con muốn hỏi ba như vậy không? Lâm à, ba xin lỗi con. Ba xin lỗi mẹ đông của con, cả má hai con nữa. Lúc đó ba đã ra đi là gì? Con mới chập chững biết đi, con không biết gì đâu. Nhưng mà ba xin lỗi vì đã không bên cạnh con. Ba dây dứt điều này suốt từ đó tới giờ. Chú làm ơn nói rõ hơn cho cháu hiểu được không? Nếu như chú là ba của cháu, vậy thì tại sao trong suốt gần ấy năm chú lại bỏ rơi mẹ con cháu? Những lúc mẹ cháu bệnh, tại sao chú không có mặt? Mà chú đã làm điều gì khiến cho má hai của cháu lại đau khổ đến như vậy? Lâm, năm chục. Nếu kể ra chuyện này thì dông dài lắm. Ba còn nhớ lúc đó nhà mình nghèo quá, có khi nửa năm không có miếng thịt để ăn nữa. Ba lại là đàn ông trong gia đình, ba không đành lòng nhìn người thân của mình cực khổ thiếu thốn. Con thì đang thiếu sữa, khóc hoài. Ba thực sự chịu không nổi, cho nên ba đã quyết định đi làm ăn xa một thời gian để mong là gia đình mình sẽ bớt khổ. Ai dè, ai dè cuộc đời đẩy đưa, ba bị thất lạc gia đình mình. Đến khi ba trở về
thì gia đình mình đã dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ. Bà đã tìm kiếm khắp nơi mà không được. Cho đến bây giờ, ông trời đã rung rủi cho ba được gặp con. Lắm. Ba đã tìm được gia đình của mình. Ba thật sự mừng lắm con à. Gia đình à? Chú tưởng để có được gia đình là dễ dàng lắm hay sao? Lúc chú không cần thì chú bỏ đi. Lúc chú cần thì chú quay về. Rồi chú mong mọi người giang tay chào đón chú à. Chú hãy tự nghĩ và trả lời cho cháu hiểu. Tại sao má hai của cháu lại ghét chú như vậy và không muốn cháu liên hệ gì với chú? Ba cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Ngày đó, lúc ba xin phép má hai con cho ba đi làm ăn xa, má hai con không đồng ý. Ba thì không đành lòng nhìn vợ con của mình cực khổ như vậy, cho nên ba đã tự ý ra đi. Má hai của con thì cho là ba đã phụ bạc, ruồng rẫy mẹ con. Ba giải thích kiểu gì, má hai con cũng không chịu. Ba cũng không hiểu sao má hai con lại định kiến với ba như vậy. Lầm à. Con hãy tin ở ba nha. Bởi những chuyện như thế này, không ai can đảm nói dối được đâu con. Cháu vẫn chưa cảm thấy, cháu chưa cảm nhận được chú là ba của cháu. Kỳ lắm. Cháu xin lỗi. Lâm. Cho hỏi phòng 6 xe ba gác ở đâu vậy? À, phòng này nè chị. Cảm ơn nha. Sao rồi sao? Sao rồi sao? Có nhà không sao? Sao ơi? Gì đây? Nay không chạy xe hả? Qua hỏi thăm vậy thôi. Không có. Vô đi. Con gà chạy được không? Thì cũng chết đói rồi bà ơi. Không có tiền nè. Sao tính qua cứu trợ hả? Trời đất ơi. Mày làm như tao qua hậu thân thiện thì dư tiền cứu trợ. Mắc ối. Rồi qua đây làm gì? Kiếm gì ạ? Kiếm ghế đúng không? Thôi khỏi kiếm. Không có đâu. Rồi bẹp dưới đất đi. Trời ơi, sàn dơ thí mồ. Trời, bà làm như bà công tằng tôn nữ gì đó. Quen ngồi ngay ngồi ngựa thì sao mà sàn dơ. Ngồi đại đi bơ. Thì gì vậy? Ghê không? Trời ơi, cái dáng ngồi y như mấy bà ngoại bà nội vậy đó, ngồi chơi đất. Ơi, người ta người giàu ha, người ta chảnh thấy còn khó chịu rồi đó. Bà nghèo bà chảnh là xài không được rồi, bà nghe chưa? Bữa nay mày làm gì á? Mày bị hạ tắc thượng cái gì mà tao qua mày móc họng mày chửi tao hoài vậy? Tôi bị bí tắc toàn thân luôn nè. Cũng tại bà đó mà tôi chưa yên thân yên phận á. Chào cô. Thank you.
Em cảm ơn anh. Vì chuyện gì em hả? Về tất cả. Cả việc hôm nay anh vẫn gặp em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh hiểu ra rằng những chuyện hôm nay em phải gánh chịu là vì anh. Anh nói là anh thương em. Nhưng mà những hợp đồng mà anh mang về cho em giống như là một sự trao đổi thôi. Cho nên việc em đi với cậu trai trẻ đó là vì em thất vọng về anh. Anh xin lỗi em. Anh không ghê sợ một người đàn bà chung chả chán chê như em sao? Em à, anh cũng đâu có chung thủy hay là chung tình gì đâu. Mà anh có quyền phán xét em như vậy. Anh chỉ biết rằng anh rất thương em. Em biết không, trải qua bao nhiêu mối tình đều là những sự sai lầm. Cho tới bây giờ anh mới nhận ra em là người hợp với anh nhất. Em đồng cảm với anh trong từng suy nghĩ, trong công việc. Anh thật sự cảm thấy rất tiếc khi hai đứa không gặp nhau sớm hơn, khi mình còn chưa ràng buộc bởi những mối quan hệ hôn nhân hợp pháp đó. Em, thật sự bây giờ anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng chí ít anh không muốn làm em buồn thêm nữa. Rồi sao? Nghe nói mấy bữa nay bà kết hợp với lại bà Năm Thọ, nghe nói là hả, nhuyễn lắm đúng không? Đúng không? Bây giờ kết bè kết phái dữ dội lắm mà. Qua đây kiếm tôi làm gì? Kiếm mày chơi 50 được không? Ôi, rảnh quá, chơi 50. Nghe nói nó giao cho bà đi gom hụi xuống thân, đếm tiền mỗi tay luôn mà. Ê, không móc họng nữa nha. Ủa, chứ không phải là bà hứa cho mẹ con bà vốn để làm ăn. Rồi hả, coi cho thêm mấy dây hụi thì sao? Nó cái giọng người tức ói máu vậy. Thôi đó, đi đâu vậy? Thôi ngồi đây, ngồi đây. Vẫn chơi một chút thôi mà. Ngồi chỗ này nói chuyện coi. Ủa, có chuyện gì không anh? Ủa, chuyện gì là sao? Ông Sang ông nói cô dọn nhà trả lại cho tôi hồi tuần trước, mà sao giờ còn nguyên xí vậy? Anh nói làm sao? Ông Sang làm vậy thiệt hả? Tôi không cần biết ông Sang ông nói gì với cô. Nhưng mà ông đã thanh lý hợp đồng rồi, có nghĩa là ông không có tiếp tục trả tiền nhà nữa. Nhưng mà nhà này tôi đang còn ở mà. Tôi với con ổng còn ở đây mà. Cô còn ở thì phải báo tôi biết một tiếng, để còn làm lại hợp đồng rồi đặt cọc 3 tháng nữa chứ. Đâu có ở khơi khơi vậy được. Anh thông cảm giùm tôi đi. Tôi có thai, sắp tới ngày sanh rồi. Tôi cũng không có tiền để dành nữa. Hay là anh cho tôi ở tháng nào tôi sẽ đóng tháng đó nha. Không được đâu. Tôi nói cho cô biết cái luật thuê nhà vậy thôi. Chứ ông Sang ông trả nhà là tôi nhận cho người khác thuê lại rồi. Cô dọn sớm đi cho tôi nghe. Cái gì? Tôi dọn liền bây giờ hả? Trời ơi, rồi tôi biết đi đâu bây giờ? À, cái đó là chuyện của cô. Ngày mốt á, người ta tới người ta nhận nhà rồi. Cô phải dọn trả lại nguyên trạng cũ cho tôi. Để tôi còn dọn dẹp giao cho người ta nữa chứ. Nhưng mà... Tôi đến á, là tôi báo cho cô biết vậy thôi. Chứ còn chuyện của cô á, cô tự giải quyết đi. Mai tôi ghé tôi lấy nhà. Nè anh! Trời ơi!
Anh xin lỗi vì hồi trưa không về ăn cơm với em. Anh sẽ làm gì với cô Đông và thằng Lâm đây? Sao em biết? Đang ly ra. Là em biết từ ngày đó để không làm tới rồi. Tội gây ra với mẹ con cô Đông không phải chỉ một mình anh gánh, cả bản thân em cũng phải gánh chịu. Nên anh suy nghĩ làm cách gì đi. Cách nào cũng được, em sẵn sàng bù đắp cho mẹ con cũ. Thật tình là anh cũng chưa biết tính sao nữa. Nhưng mà bà chị hai của cổ á, thì cương quyết không chịu nhận đền bù. Bà chỉ muốn anh bị trời trừng phạt mà thôi. Nhưng mà gì thì gì, trước khi chết hả, anh phải lôi đầu thằng Lâm về đây ở chung với anh, vì nó chính là con của anh. Anh cũng còn một đứa con nữa sắp chào đời mà. Đó chỉ là chuyện thường tình của đàn ông thôi. Chứ thiệt tình anh đâu có muốn đâu. Anh chỉ có mỗi mình thằng Lâm là con trai anh thôi. Về trước đây, anh có muốn có thằng Lâm hay không? Chiều này á, tía đứng ngoài tía cũng có nghe loáng thoáng. Tía thì không biết chuyện gì, nhưng thấy con bức bối như vậy á, thì tía nghĩ chuyện nó cũng quan trọng lắm. Thôi con à, chuyện gì mình bỏ được á, thì mình bỏ đi. Người nào làm ác thì họ sẽ gặp ác thôi. Tía có biết á, là chị em con với mấy đứa nhỏ sống lay lất khổ sở bao nhiêu năm trời. Là vì ai không hả tía? Là vì thằng khốn nạn đó. Bây giờ tía biểu con phải làm sao hả tía? Nếu như mà con Nông nó không bị điên mấy chục năm trời, rồi thằng Lâm nó có một người cha đàng hoàng á, thì con không thể lấy một giả thuyết khác mà thay đổi câu chuyện trong quá khứ được. Chuyện gì nó qua rồi thì cũng không thể thay đổi được con à. Tía nghĩ có lẽ do kiếp trước của mình tạo nghiệp, mình làm cái việc gì đó nó không được tốt, cho nên kiếp này mình phải trả vậy thôi. Còn người nào bây giờ đang tạo nghiệp, tạo cái điều xấu xa cho mình, thì họ có phải gánh chịu lấy cái hậu vận của họ à con à. Chuyện gì cứ buông bỏ được thì cứ buông bỏ thôi con à, để cho lòng mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Ôm mãi oán hận, oán thù chỉ làm mình đau khổ thêm thôi con. Tía nói vậy cũng đúng. Con hiểu hết tía à. Nhưng mà không lẽ con cứ phải chịu đựng, rồi để cho thiên hạ leo lên đầu lên cổ con. Họ muốn làm gì thì họ làm, rồi con lại phải chịu đựng, rồi tha thứ hả tía? Thời buổi bây giờ không có giống như hồi xưa nữa đâu tía. Người nghèo á, họ bị kẹo đầu cởi cổ, thắt cổ bẻ họng, họ cũng biết đứng lên để mà phản kháng, giành lại cái quyền công bằng của họ, giành lại cái sự bất công của họ. Tía, bây giờ họ không có chịu á mà hiền dại rồi nghèo ngu như hồi xưa nữa đâu tía ơi. Nhưng con cũng thấy đó, càng dễ dùng chống trả thì cũng có vượt qua được cái kiếp nạn đâu. Thì cái số á, nghèo thì cũng càng nghèo, khổ rồi lại càng khổ, làm loạn lên. Đôi khi cũng đã nưa được đôi chút rồi, mọi chuyện đâu lại vào đó. Chẳng thà cứ buông bỏ, tu tâm tích đức, để cho lòng mình nó thanh thản,
nó nhẹ nhàng. Rồi hy vọng một ngày nào đó cái tương lai, cái hậu vận mình nó sẽ tươi sáng hơn, nó tốt đẹp hơn, nó thanh thản hơn con. Tí á, tí nói chuyện y chang như mấy ông già xưa vậy đó. À, hiền á thì thiệt là hiền, mà lành á thiệt là lành. Suốt đời á cổ hủ lạc hậu, nghèo hơn ta không à. Tí không có lạc hậu đâu con à. Tí cũng đã từng là thầy giáo tiểu học mà, bởi chiến tranh loạn lạc rồi đi tìm vợ kiếm con, cho nên tí mới như vậy đó chứ. Tí á, tí có thấy á là mình tự mâu thuẫn lấy mình không? Tí đặt ra một cái giả thuyết trong quá khứ mà không thể thay đổi được. Không biết sao cho tía bây giờ thì tía thấy yên phận rồi, tía vui rồi. Tiền lại được đứa con gái thương yêu của mình à. Bây giờ tía ung dung tự tại, tía chờ thần chết tới rước thôi, chẳng phải suy nghĩ lo âu gì nữa. Tía, sao tía nói chuyện chết chóc ở đây? Con mới gặp tía được có mấy ngày à, chưa có vui mừng hết, giờ tía nói tới chuyện chết chóc rồi. Tía phải sống lâu lâu lâu, thiệt là lâu, để cho con phụng dưỡng tía nữa chứ. Thôi được rồi, tía sẽ nghe lời con. Còn bây giờ khuya rồi, con vô nghỉ sớm đi. Tía ơi, con không biết nữa, giờ con phải nói với thằng Lâm sao tía? Những chuyện gì con làm thì con đã làm rồi. Theo tía nghĩ bây giờ cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên con à. Hãy tin vào luật nhân quả đi. Còn con á, mà giữ gìn sức khỏe của con đó, con còn trách nhiệm lo cho tụi nhỏ nữa đó nghe. Ê, gì? Cái này chỉ mới là xét nghiệm đợt 1 thôi đúng không? Mình còn đợt 2 nữa mới biết kết quả chắc chắn mà. Dù sao á thì tụi mình cũng qua được 6 tháng, hy vọng là lần này thoát chết thiệt. Nè, bộ mày không thấy vui hả? Thôi mày ơi, bây giờ nó lo quá rồi, nó đâu còn cảm xúc gì nữa đâu, nó còn biết chờ chăn mây nướng gì nữa đâu. Đi. Kiệt, đi đâu đây? Kiệt, cái gì vậy? Tôi nè. Sao vậy? Đi đâu đây? Tôi đi chích ngừa viêm gan CVB. Trời, đi chích làm gì đeo khẩu trang như bị sida à, trời. Sao biết? Tôi... chích đê, chích đê. Đê đê gì? Chích đê là gì? À, à đúng rồi, tôi đi chích CVD. CVD. Thôi, đi về 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 về. Về về. Về trước à. Kiệt đó nha. Chơi với bạn bè mà cà chớn cà cháo. Lôi trôi, lôi trôi. Tôi cũng vậy nè, sao không ghét tôi đi? Thì tại mấy người là học trò của tôi, dù gì tôi nhìn mặt tôi cũng thấy thương, tôi thấy ngây thơ, được không? Nhìn lộn người rồi. Cái gì mà như con nít vậy hả? Nói chút xíu cái giận đá bây giờ. Tôi không phải con nít, tôi là người lớn với tất cả những tai nạn của nó. Tai nạn gì? Tôi vô đây để thử HIV, nghe rõ chưa? Tránh xa tôi ra đi. Đây. À, hai, ăn miếng cam đi. Gì vậy? Nước không ông Sáu ơi. Trời ơi, ông lột cái trái cam gì mà bèm dẹp vậy? Nhìn còn thấy ghê, nuốt sao nổi mà kêu ăn. Thôi thì đó giờ tôi chỉ biết bóp cam thôi, chứ đâu có biết lột đâu. Ăn đỡ đi. Cam đâu sẵn cho bóp vậy trời. Bóp trong mơ. Ông mới giống quỷ ghê nha. Quỷ gì mà quỷ. Trời ơi, ai cũng vậy thôi. Tôi là tôi hiền lắm á, cho nên tôi mới giữ được cái tấm thân ngà ngọt tới giờ, chứ thôi là banh xác từ lâu rồi á. Thôi vậy giữ mình đi, mà không đem đi đâu đi. Ở đây tôi không có cần ngọc ngà, tôi chỉ cần người phàm mắt thịt thôi là đủ lắm rồi. Hai cần phàm thì ở đây phàm phu tục tử là có sẵn luôn nè. Nè, ba gác xích lô chứ bộ làm như là công tử thư sinh gì ở đó mà thanh với lịch. Tôi nói với ông á là người phàm mắt thịt. Chứ không phải là phàm phu tục tử.
Còn ông mà dở cái thói phàm phu tục tử với tôi hả? Xin lỗi nha, tôi không có hèn đâu á. Hai à, sao hai khó quá à, thiệt á. Nói cái gì ra hai cũng không chịu hết trơn á. Trời ơi, tôi không biết làm sao mà tôi giết được người trong mộng này nữa, thiệt á. Sao? Gì? Quay qua đây. Làm gì làm gì? Tôi nè, đổ nè. Bỏ cam xuống, bóp 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 bóp. Nhất chỗ nào, nhất chỗ nào? Cái gì? Bóp vô cái tôi lạc á một cái tôi nhảy đành đành tôi chết liền tại chỗ. Trời, thôi thôi thôi, thôi hai ơi. Trời ơi, ta bóp rồi để ta bóp để ta sung, ta sướng, ta vui. Tự nhiên bóp mà để chết bóp làm gì? Đâu. Ai rảnh quá. Giết người trong mộng được gì nữa. Mệt hai quá. Nè, thôi ăn giùm tôi miếng cam này đi. Nè, ta nói không biết gọt cam á thì ta xuống dưới người ta lấy con dao, người ta lên ta gọt đàng hoàng sạch sẽ, nhìn nó sạch sẽ, đẹp đẽ ta còn ăn coi kìa, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, không biết cái tay có sạch không nữa đây nè. Ơi sạch, sao không sạch hai? Trời, tôi mà nói thiệt với hai là tôi làm cái gì cho hai ăn là tôi phải rửa tay sạch sẽ đàng hoàng, vệ sinh lắm, hai đừng có lo. Ăn giùm tôi miếng đi. Thử ăn. Không. Ngọt. Cho tới bây giờ ông trời cho ba gặp lại con, ba đã tìm được gia đình mình rồi, ba mừng lắm lắm à. Gia đình, chú tưởng để có được gia đình là dễ dàng lắm hay sao? Lúc chú không cần thì chú bỏ đi, lúc chú cần thì chú quay về, rồi chú mong mọi người giang tay chào đón chú. Ngọt ghê, ăn luôn mình đi. Thôi, nói vậy thôi chứ lột nãy giờ ăn nguyên miếng nè. Gì vậy, ăn nữa nhìn nó ăn. Trời ơi, vụ này sao từ đó giờ tôi không biết sớm vậy ta. Vụ gì? Cái vụ mà lột cam cho hai ăn nè. Ăn sao? Ăn mà cái miệng chép chép chuyên nghiệp lưỡi thợ. Thấy thương ghê. Tao ăn mà vậy sao ăn được? Ăn mà làm như là nghề nghiệp với chuyên nghiệp. Ờ, ý tôi nói cái miệng hai đó. Trời ơi, ăn nhìn thấy thương lắm đó. Trời ơi, thấy thương. Ai? Ăn miếng nữa đi. Ừ, giỡn hoài vậy. Nói nghe nè. Sao, vụ gì? Cái vụ chị Tư ông đó với hai đứa nhỏ đó. Làm gì làm, lâu lâu cũng phải ngó chừng bả với hai đứa nhỏ nghe không? Gia đình của ông đó. À quên, nhắc tới bà mới nhớ. Nhớ gì? Tôi tính hỏi hai vụ này nè. Vụ gì? Là tôi tính là cho bà Tư với mấy đứa nhỏ đặng qua đây để cho hai chỉ dạy cho bà với mấy đứa nhỏ cái cách mà buôn bán. Bây giờ á, gia đình bà cùng đường rồi thì thôi qua đây hai chỉ dạy cho bà để cho bà biết cái cách lao động với người ta nha. Được không hai? Tôi dễ rồi. Mà cái vấn đề á, bà với hai đứa nhỏ, tôi nói có chịu nghe không? Trời ơi, nghe xong nghe. Thì qua đây là bây giờ hai chỉ là chỉ ba là là bây giờ cách đi lấy rau sao nha. Rồi về là buôn bán sao, vậy thôi, đơn giản quá mà. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Ừ. Ông cứ dẫn hai đứa nhỏ qua đây với tôi chỉ cho cách lấy hàng, bổ hàng, mối màng sao cái là được liền à. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ bả với mẹ Năm kìa. Trời ơi, thôi, cái vụ đó hai khỏi lo đi. Trời ơi, bà Tư bây giờ bà biết là bà Năm cả chớn rồi, bà không có chơi nữa. Nhưng mà hai lo gì, trời ơi, có tôi đây mà hai còn lo gì. Ông nói đây nghe, ông đảm bảo ha. Chứ kỳ này nghe, con mẹ Năm thọ mà ra quậy tôi ngoài chợ nữa là tôi không có nể đâu à. Yên tâm đi, trời ơi. Hai à, hai bây giờ hai ráng giúp tôi cái vụ đó thôi. Chứ còn mấy đứa nhỏ giờ để nó nhà nó nhõng nhõng thôi, nó cũng đâu có làm gì đâu. Rồi, vậy đi, cứ dẫn hai đứa nhỏ qua cho tôi. Này, ăn miếng nữa đi. Ừ. Lâm à, con hãy tin ở ba nha. Bởi những chuyện như thế này không ai can đảm nói dối được đâu con.
cháu vẫn chưa cảm thấy, cháu chưa cảm nhận được chú là ba của cháu. Kìa lắm. Còn cái chuyện của Hùng Lâm á, giờ hai tính sao? Tính gì được mà tính. Hôm vừa rồi đó, thằng cha của nó ra tới chợ của tôi bán đó. Ra làm gì? Nói thẳng vô mặt tôi vậy nè. Bây giờ nó không có cần biết là tôi cho phép hay không cho phép cái chuyện nó nhận con, hàng Lâm nhận cha nữa. Nó cứ nhận con đó, tôi làm gì được nó. Trời đất ơi, nó mò ra tới chợ. Tôi ngang ngược vậy. Còn ăn nói ngang ngược vậy nữa. Ừ. Thì khốn nạn thì chứ. Ủa rồi, hai nói cho thằng Lâm biết chưa? Tôi đã nói với ông giờ ruột gan tôi nó rối bời như cái mớ bồng bồng vậy đó. Nói gì nói giờ. Từ bữa giờ á, thấy nó im re, không có hỏi han gì tới cái chuyện này á. Lo học lo làm, bụng dạ thấy yên lòng chút. Cầu trời khấn Phật sao cho nó quên luôn cái chuyện này. Đó ông coi coi, rầu ghê vậy đó. Mà nói thiệt với Sáu nha, lúc rài con Đông nó cũng khỏe rồi. Nó cũng ra chợ, nó phụ buôn bán với tôi rồi, cũng biết đường biết xá hết rồi. Đó, tôi mà có mệnh hệ gì cũng yên tâm, mẹ con nó lo cho nhau được. Trời đất ơi, hai nói cái gì mà mệnh hệ nghe thấy ghê vậy, hai giống như chăn trối vậy. Trời ơi, hai đừng có nói vậy. Từ trước tới giờ là hai lo cho nó rồi, bây giờ hai còn phải lo lấy chồng, để còn lo cho tôi nữa chứ. Không, cam đi cho bớt nói. Ôi, ăn cam đi. Cam nha. Thấy không, cam ngọt ngon quá nè.